lực và những hành vi mà các em thường được chứng kiến hoặc là nghe ở nhiều nơi như là truyền thông, báo, internet, nhân dân. Để hiểu rõ hơn, hôm nay cô sẽ cho chúng ta quan sát một số hình ảnh sau đây. Hình ảnh thứ nhất, đây là tổ chức đánh bạc, ăn tiền. Thứ hai, xe chở đồ quá tải. Thứ ba, dùng xung điện để đánh bắt cá. Thứ tư, đánh đập trẻ em rất tàn nhẫn. Thứ năm, bạo lực gia đình. Thứ sáu, xe chở tống ba tống bốn. Nào, qua những hình ảnh này, em có nhận xét gì về những hành vi trên? Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Thì theo em, đây là những hành vi vi phạm pháp luật. Thì em hiểu thế nào là vi phạm pháp luật? Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Ngoài ra, vi phạm pháp luật còn là cơ sở xác định trách nhiệm pháp lý. Để nhận biết một người vi phạm pháp luật thì chúng ta dựa vào một số dấu hiệu cơ bản sau. Thứ nhất, dựa vào hành vi thì hành vi gồm hành vi hành động và hành vi không hành động. Hành vi hành động tức là đã thể hiện việc làm. Hành vi không hành động tức là chỉ thể hiện trong suy nghĩ, trong kế hoạch. Thứ hai là hành vi trái với những quy định của pháp luật. Thứ ba là hành vi có chứa đựng lỗi. Thứ tư là hành vi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. Còn chủ thể không có năng lực pháp lý thì không xem là vi phạm pháp luật, như là trẻ em, người bị bệnh tâm thần. Để đảm bảo cho tính công bằng của pháp luật thì pháp luật chúng ta cũng có phân loại những hành vi vi phạm pháp luật. Như vậy, theo em biết những loại vi phạm pháp luật nào? Có 4 loại vi phạm pháp luật: vi phạm pháp luật kỷ luật. Theo em, 4 loại vi phạm này nó khác nhau chỗ nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu em. Vi phạm hình sự tức là xem gọi là tội phạm, nó mang tính chất nguy hiểm cho toàn xã hội ở mức cao nhất, xâm hại đến những quan hệ xã hội quan trọng nhất trong hệ thống quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ, ví dụ như giết người, cướp của, hiếp dâm, vân vân. Thứ hai là vi phạm hành chính, là hành vi có lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm, hoặc trái với các quy định của pháp luật về an ninh trật tự an toàn xã hội. Theo quy định của pháp luật phải xử lý hành chính, ví dụ như trộm cắp. Nếu như cái việc trộm cắp này nó chưa cấu thành là tội phạm thì nó sẽ phạt hành chính. Còn nếu như là có mức độ cao cấu thành là tội phạm thì nó sẽ trở thành vi phạm hình sự. Thứ ba, vi phạm pháp luật dân sự là hành vi trái pháp luật và có lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm hại tới các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân phi tài sản, ví dụ như đóng thuế, sai hợp đồng. Thứ tư, vi phạm pháp luật kỷ luật là hành vi có lỗi của chủ thể trái với các quy chế quy tắc, không thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, công tác trong nội bộ cơ quan tổ chức đó, ví dụ như nội quy nhà trường, nội quy của bệnh viện, nhân dân. Như vậy, để hiểu rõ hơn, để nhận biết được các loại vi phạm, cô có một bài tập trắc nghiệm sau. Bài
tập này có 7 hành vi. Với 7 hành vi này chúng ta sẽ phân loại ra thuộc vi phạm nào. Thứ nhất, không trả tiền thuê nhà thuộc vi phạm dân sự. Hành vi thứ hai, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy thuộc vi phạm hành chính. Hành vi thứ ba, dùng điện mỹ chuột gây chết người thuộc vi phạm hình sự. Hành vi thứ tư, lấn chiếm vỉa hè lòng đường thuộc vi phạm hành chính. Hành vi thứ năm, đi xe máy vào đường ngược chiều thuộc vi phạm hành chính. Hành vi thứ sáu, giao hàng không đúng theo quy định của hợp đồng mua bán thuộc vi phạm dân sự. Hành vi thứ bảy, tranh chấp đất đai thuộc vi phạm dân sự. Thì nếu như chúng ta vi phạm pháp luật thì sẽ bị như thế nào? Thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Mà khi bị xử lý theo quy định của pháp luật thì tức là chúng ta sẽ thực hiện trách nhiệm pháp lý. Vậy trách nhiệm pháp lý là gì? Cô có ba cái nội dung sau đây. Thứ nhất, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, đi xe đạp điện, uống rượu bị xử phạt tới 600.000 đồng. Thứ hai, xử lý hành chính đối với hành vi trốn thuế theo quy định tại Điều 13 Thông tư 166. Với hành vi trốn thuế, việc xử phạt sẽ căn cứ trên số thuế trốn trước 100 triệu và bị xử phạt theo cấp số nhân đối với mức thuế đã trốn. Thứ ba, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây: giết hai người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, giết người mà phụ nữ biết là có thai, nhân dân, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Thì với ba không tin tên thì theo em trách nhiệm pháp lý là gì? Vì đó là nghĩa vụ mà mọi người phải thực hiện để đảm bảo công bằng xã hội. Như vậy, nói tóm lại thì chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta bị vi phạm pháp luật thì chúng ta sẽ được phân loại. Ở loại nào? Ví dụ như vi phạm hình sự, vi phạm pháp luật hành chính, vi phạm pháp luật dân sự, vi phạm kỷ luật. Nhưng nếu anh ta dù vi phạm ở loại nào chăng đi nữa thì tất cả đều chịu trách nhiệm pháp lý. Thì đến đây chúng ta có thể khắc sâu kiến thức lại qua cái phần luyện tập với một bài tập thứ nhất ở sách giáo khoa trang 55. Thì ở phần này cô cũng có 7 cái hành vi mà chúng ta sẽ thực hiện bằng cách phân loại. Hành vi thứ nhất, thực hiện không đúng các quy định trong trường hợp trong hợp đồng thuê nhà, đây là vi phạm dân sự. Hành vi thứ hai, giao hàng không đúng chủng loại mẫu mã trong hợp đồng mua bán hàng hóa, vi phạm dân sự. Hành vi thứ ba, trộm cắp tài sản công dân, vi phạm hình sự. Hành vi thứ tư, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, vi phạm hành chính. Hành vi thứ năm, dở tài liệu trong kiểm tra, vi phạm kỷ luật. Hành vi thứ sáu, vi phạm nội quy an toàn lao động của xí nghiệp, vi phạm kỷ luật. Hành vi thứ bảy, đi xe máy 70 phân khối không có giấy phép lái xe, vi phạm hành chính. Cô có bài tập số 2 bằng tình huống sau. T là một thiếu niên 13 tuổi, hay gây sự đánh nhau với mọi người, vạn cấp vặt. Vừa rồi ông A thấy T lấy trộm xe đạp của ông ba đem bán. Mọi người đã báo công an nhà T bị bắt vào rồi. Tuy nhiên chỉ nửa ngày sau đã thấy cậu ở ngoài phố. Mọi người dân bàn tán và đưa ra ý kiến dưới đây. Theo em, ý kiến nào đúng vì sao? A. T phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình. B. T phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì chưa đủ 14 tuổi.
C. B đã vi phạm pháp luật hành chính và phải chịu trách nhiệm hành chính về hành vi trộm cắp của mình. Ý kiến đúng là ý kiến C. Vì T chưa đủ 14 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi trộm cắp xe đạp. Tuy nhiên, theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, T phải chịu trách nhiệm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật của mình. Biện pháp xử lý hành chính đối với T là cảnh cáo, buộc trả lại tài sản lấy cắp theo điều A khoản 3 điều 12 pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và giáo dục tại xã phường thị trấn theo điều B khoản 2 điều 23 pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Thì trên đây toàn bộ cái nội dung của bài 15 thì cô có thể tổng kết qua sơ đồ sau. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu đó là thế nào là vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, có năng lực trách nhiệm pháp lý, cơ sở xác định trách nhiệm pháp lý. Khi vi phạm pháp luật thì ta có thể chia ra các loại, 4 loại: hình sự, hành chánh, dân sự, kỷ luật. Và khi vi phạm pháp luật ta chịu trách nhiệm pháp lý thì trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ của cá nhân khi vi phạm pháp luật chấp hành biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định. Bài này chúng ta dừng lại ở đây vì nhà chúng ta sẽ học thuộc bài, xem phần tư liệu tham khảo, làm bài tập 46 trang 56 giáo khoa, chuẩn bị bài 16 với hình thức là tự học và tự tìm hiểu. 3 nội dung. Thứ nhất, nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội của công dân. Cách thực hiện và ý nghĩa của quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội của công dân. Tiết học hôm nay kết thúc. Cô chúc các em học tốt.